Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa 3 nhé anh em. Rồi, khởi đầu thì chúng ta lại có được hai phù thủy, mình nghĩ là nó cũng khá là ổn. Mà không ổn một chút nào khi mà gặp cái ông tài năng 17 tuổi. Đội hình hôm nay thì khá là ra trò khi mà vừa kích hoạt được hai cỗ máy chiến đấu cũng như là hai đấu sĩ nữa, để còn kẹp thêm cả sách già lên cấp 4. Thế thì rất khó để chúng ta có thể đánh bại được cái ông tài năng 17 tuổi này. Ok. Và sau cái round này thì mình nghĩ là chúng ta lên cấp 4 và mình sẽ cho cái con Leona vào để có thể kích hoạt được hai thiên phòng. Mục đích là giúp đỡ cái con Poppy của chúng ta nó trâu hơn nữa. Ok, cho Leona vào nào. Nautilus này, Darius với cả Gray, hai con combo trong hệ không tặc. Không tặc à? Hay lại làm tài chính nhở? Mà thôi. Làm tài chính nhiều quá anh em. Làm tài chính mình sợ bị lỗ quá. Giờ mà mua cái con Gray với cả Darius về thì chúng ta rất khó để có thể tích tiền nữa. Mà nó lại hên xui may rủi thì rất là mệt. Ông nào đây? Ông này cũng hai đầu sĩ, Gray 2, Manfi 2. Quá nhiều hai sao như này thì mình nghĩ là chúng ta cũng không thể nào mà đậu lại được rồi. Nhưng không. Có lẽ nào chúng ta lật được ngược được tình thế hay không đây? Có lẽ nào? Mà không xong rồi. Manfi của tay bạn quá trâu. Leona đánh chắc nửa ngày thì cũng không mất máu luôn các. Không chết luôn quá. Đấy, 3 đánh 1. Poppy. Cố lên em. Ui. Kéo căng ạ. Nhưng mà Manfa của tên bạn đúng là mẹ thanh niên cũng đất di động. Khá là mệt. Rồi, ở cái rally chợ này thì chỉ có một cái giọt nước mắt mà thôi. Cho mình xin luôn. Cassiopeia cầm giọt nước mắt. Thì cái hệ của con Cassiopeia này thì nó là một cái vị tướng 3 vàng. Hệ của nó là hệ cỗ máy chiến đấu với cả hệ bí ẩn nhé anh em. Mà cái lượng mana của nó là nó chỉ có 25 mana mà thôi. Cái skill của nó thì khi mà nó lên được 3 sao thì rất là mạnh. Vị tướng éo nào mà trở lên 3 sao thì nó chẳng mạnh anh em. Nhưng mà cái sát thương của con Cassiopeia này khi mà nó spam Q thì tại vì nó ít mana anh em, spam Q ghê lắm. Rồi, check hàng cho anh em xem. Vụ nổ độc hại. Đấy, 700, 1500 và 3000. Nó gấp đôi 2 sao luôn. Chắc là mình sẽ lắp luôn cho Caso bùa xanh. Với cái bùa xanh thì mình nghĩ là Cassiopeia của chúng ta nó sẽ gọi là tích hồi lại mana rất là nhanh. Trước đây là cái quyền trượng nhưng mà bây giờ nó chỉ là nó thành bố xanh rồi nhé anh em. Bố xanh thì chỉ lắp một tướng một cái thôi. Ủa. Vậy lông này chơi cô máy chiến đấu à? Cạnh tranh luôn à? Căng nhờ. Trận này mình cũng đang muốn chơi cô máy chiến đấu đây. Nhưng mà có vẻ như khá là nhiều anh em chơi cho nên mình sẽ xoay bài. Xoay bài thôi nào. Pro bui đi. Ông này búa đỏ này. Càng đấy. Ủa, nhìn con cóc mo kìa, nhìn lực thế nhờ. Đấy, anh em thấy con cóc mo lợi hại không? Mình thấy là hơi bị lợi hại đấy. Rồi, mình cũng có cóc mo này. Lại thêm một con cóc mo nữa. Nhưng mà chắc là mình sẽ không chơi cỗ máy chiến đấu đâu. Nếu mà mình solo với ông kia thì khá là mệt. Solo thì solo được thôi anh em. Cơ mà cái bể tướng của chúng ta sẽ bị hạn hẹp đi rất là nhiều. Hạn hẹp rất là nhiều. Với cả mình đang đánh theo chuỗi thua nữa. Cho nên mình sẽ tìm một cái đường hướng đi mới nha anh em. Đang có 4 trận thua liên tục rồi mà. Giờ lằng ngoằng phát là đi luôn ấy. Royal Pain. Đội hình ông này yếu thế. Mày cho nên tính bàn máu làm gì đấy. Hai cỗ máy, hai phòng, hai pháo thủ.
Ủa, sao lại yếu thật ạ? Không ngờ là cái đội hình yếu nhất thế giới của mình lại có người yếu hơn nữa. Mà ông này đang đứng ở vị trí top 2 nhé anh em. Đùa hả? Mình đánh thắng được ông top 2 nhưng mà mình bị thua gần như là 2-4 ông. Vãi thật chứ. Ok, tạm thời mình sẽ bán cái con Casio này đi. Chưa chắc mình đã chơi Casio đâu, trừ khi là rớt ra thiềm vàng thôi. Thế cả bây giờ ôm nó thì nó tốn rất là nhiều tiền, cho nên là tạm thời bán nó đi, chút nữa tìm lại sau nhé anh em. Ok, và nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và cũng như là anh em nào mà yêu thích bất kỳ một cái đội hình gì trong cái chế độ đấu trường chân lý mùa 3 thì hãy nhớ là đừng quên bình luận phía dưới giúp mình. Và anh em nào mà yêu thích cái chế độ UREP thì có thể ghé qua cái kênh phụ của mình nha. Kênh phụ của mình là Cường Kelly Gaming. Cái gì đấy? Thiên vàng. Ui, xong rồi. Xong thật rồi. Đang quảng cáo một tẹo mà rớt ra thì vàng thế này thì bán con Casiopea hơi bị tiếc. Chán thực sự. Thôi thôi, đã vậy thì tích tiền luôn. Bị sắp đồ luôn nha anh em. Một cái giáp thiên thần. Một cái đây, vệ binh tinh tú nhân tạo. Như này thì chúng ta có 3 vệ binh và 3 phù thủy. Lắp luôn cái này. Nhớ nha anh em, đừng quên ghé thăm cái kênh phụ của mình làm về chế độ UREP cũng như là những cái chế độ Summoner Rift nữa. Link kênh cũng như là link Facebook của mình ở bên dưới. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ cho mình. Ủa, ông này vay này đồ chất thế. Cuồng đao Wushu cộng với một cái vô cực kiếm. Rất khỏe ạ. Đội dàn chi tiêu bay của chúng ta vẫn được lia bài nhưng không ai nằm xuống cả. Chán thực sự. Ok, mình giá như mà mình thua cái trận quyết định khi mà trước khi ăn bãi người đá ấy. Thua trận đấy là hơi bị lãi luôn đấy. Rất là nhiều tiền. Khi ăn bãi người đá thì chúng ta có 2 round nữa. Rất là tiếc anh em. Nhưng không sao. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta cũng tích lên được cái cột mốc 50 vàng rồi. 50 vàng. Mà chưa thấy con Zui ở đâu nhở. Lạ thật. Từ cấp 1 đến cấp 5 mà chưa thấy con Zui nào. Chán vãi luôn. Ui, ông này cũng đấu sĩ kết hợp với cả cỗ máy chiến đấu hay à? Hoặc là đấu sĩ pháo thủ. 3 đấu sĩ rồi. Gần đây thì anh em có thể chơi 4 đấu sĩ khá là nhanh. Khi mà chúng ta có Vi, Blitz, Illaoi với cả Manfi. Đấy, con Vi thì một vị tướng 3 tiền. Nếu như mà anh em may mắn thì chúng ta có thể dễ dàng rớt ra mà thôi. Căng rồi đây. Xin ra này, được. Bán hai con kia đi. Book up cho Shinra vào. Kế hoạt được 4 phù thủy, 4 vệ binh và 2 thiên phẩm. Như này thì khá là ok rồi. Ok, con dê rồi. Nhưng mà đội hình nó hơi tí hon một chút. Phải chấp nhận thôi anh em. Nếu mà anh em muốn chơi cái đội hình vệ binh tinh tú này thì mình nghĩ là chúng ta nên roll ở level 7. Nên roll ở level 7 nha anh em. Vì level 7 là chúng ta có cái khả năng tìm kiếm được Soraka cũng như là sớm. Thế thì mới đủ 6 vệ binh em và 2 thiên phong. Tại vì mình có một cái vệ binh này nhân tạo cho nên là mình nghĩ là chúng ta vẫn phải roll 7. Ok. Thua 2 trận, thắng 1 trận. Tài 57 tuổi. Hồi nãy mình thua, bây giờ mình phục thù được rồi. Nhưng mà mình ra thứ hai lận. Rồi, chắc mình sẽ lấy luôn cái giọt nước mắt nha anh em. Xin luôn. Xin luôn. Mình có thể là lắp bùa xanh cho Chitofay.
Nếu như mà nó rớt ra thêm một cái thiết bằng nữa thì mình sẽ chơi hai vệ binh tinh tú nhân tạo. Nếu như mà anh em có hai cái vệ binh nhân tạo ấy thì chúng ta có thể xây dựng được cái đội hình 9 vệ binh. Đấy. 9 vệ binh tinh tú. Bây giờ chúng ta có búp mới như thế rồi. Mà mình thích cái đội hình 8 phù thủy hơn, nhưng mà bây giờ xóa mất 8 phù thủy hơi cay. Ok. 700 sát thương, 25 mana và giảm hiệu ứng của các giảm giáp của mấy con hộ vệ đấy anh em. Casio này khắc chế khá là nhiều. Mình lại kết hợp với cả đội hình vệ binh tinh tú thì chúng ta lại có thêm hệ bí ẩn nha anh em. Nhưng mà kết hợp giữa Soraka và Cassiopeia. Ủa, ông này cũng chơi Casio à? Đã có Victor rồi. Victor, Victor nhỏ rồi. Càng đây con Victor nó kẻ thốn lắm anh em. Ui. Thua nguyên sản luôn. Cay thế nhỏ. Cay đấy. Nico. Ok. Ơ, nhầm. Suýt nữa thì suýt nữa thì lắp nhầm. Một cái bô xanh luôn nha. Đấy. Tại vì khi mà lắp chúng ta lắp cho con Casio bô xanh này thì nó sẽ hồi lại mana rất là nhanh. Cũng như với cả mình lắp cho nó cái vệ binh tinh tú nhân tạo nữa thì nó sẽ hồi lại rất là nhiều mana cho những cái con vệ binh tinh tú còn lại. Và khả năng spam kia của nó thì mình nghĩ là vô hạn luôn. Quy. Đấy anh em nhìn thấy cột mana của nó không? Quy vô hạn kìa. Rất là nhanh nhá. Và đam không hề nhỏ đâu. Đấy anh em thấy nhìn nó đốt không? Đấy. Đốt hơi bị đau. Tuy là bây giờ nó 1 sao rồi đấy. Gây ra cái sát thương 3.000. 2.999. 3.000. Thay vào đây. Bán cái này đi. Cho này vào. Đấy, 4 phù thủy, 4 vệ binh và 2 thiên phong. Khi mà kết hợp với Twitter Fay và con ngộ không nữa thì chúng ta có 2 thời không. Hệ thời không thì mình nghĩ là sẽ tăng tốc độ đánh cho toàn bộ đội hình của chúng ta. Rất là lợi. Ui, Shinra luôn này. Cái gì đây? Giọt nước mắt. Ok. Được. Ổn đấy. Một cái chén sức mạnh, một cái trang bị mới ở phiên bản 10.12. Shinra 2 luôn. Ire. Đây, một cái chén sức mạnh cho Shinra nha anh em. Sẽ boost dam cho hai con bên cạnh trong tầm 20 giây. Đấy, Casio. Cassiopeia. Hiện tại là vẫn chưa lên 2 sao. Giảm hiệu ứng của những cái con lá chắn 50%, 700, 1.500 và 3.000 sát thương. Khi mà lên được 3 sao thì gấp đôi sát thương ở cấp 2 sao. Ủa, nhưng mà đốt kinh thật đấy. Anh em thấy mấy cái đốt đốt đấy không? Đấy sát thương của Cassiopeia đấy. Không đùa được đâu. Em bạn bốc hơi hơi bị nhanh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bộ 02 Poppy ra rất nhiều nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần thiết. Rồi à. Rồi xong, lỡ luôn quá tay một chút. Nhưng không sao. Thế nhưng mà trận này thắng thì mình sẽ bán Poppy đi. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở cái cột mốc 50 vàng. Đấy, trận này nhiều ông chơi ấy đấy. Cassiopeia cho nên là mình nghĩ là cũng hơi mệt ạ. Hôm nay cũng chơi này, Soda tranh được. Hôm nay cũng chơi. Ủa.
thì nó xịt ghê vãi nồi. Nhìn đam kìa. Ui đam nổ. Mắc đau luôn anh em. Thấy chưa? Quy 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 quy. Meta mới của chúng ta đây. Nếu mà anh em thấy thích thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá, để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Soraka. Soraka. Anie. Vậy nếu như mà mình bây giờ muốn chơi 6 vệ binh thì đài phải bỏ đi hai phù thủy. Ok thôi cũng kệ. Mình nghĩ là 6 vệ binh mạnh hơn nhiều. 6 vệ binh. Tuyệt vời mặt trời đấy. Trận này nhiều ông chơi Victor thật luôn đấy. Ông này thì chơi xạ thủ kết hợp với cả phi hành gia. Đấy. Phi hành gia của chúng tôi. Phi hành gia của chúng tôi. Được chưa? Bán tạm con này đi. Con Ani chưa chắc mình cũng đã sử dụng nữa. Ui không có nước mắt rồi. Những cái lúc mà mình ra đâu thì lại không có nước mắt thế này thì cái đấy. Ok mình sẽ lấy một cái này đi. Khám phép. Nếu như mà chút nữa nó rơi ra thêm một cái giọt nước mắt nữa thì mình sẽ lắp cái chén sức mạnh tiếp theo. Giờ tranh thủ check map một chút. Ôi nhiều ông chơi Casio quá. Đấy 3-4 ông trời. Tính qua là 3 ông. Mình là ông thứ tư. Căng thứ sự. Căng như dây đàn. Thôi thì up cấp nha anh em. Mình sẽ roll 8 đi. Roll 8. Ở level 8 thì mình nghĩ là chúng ta có thể cho con Victor vào được. Victor vào thì chúng ta sẽ có hai cỗ máy chiến đấu. Và nếu như mà ra con Zoe ấy thì mình sẽ thay Zoe bằng con Nico. Đấy. Ui mắt phải 3. Nhiều giáp đấy. Nhưng con Casio của mình nó khắc chế mà. Đấy. Nó xịt kìa. Mất hết giáp luôn. Xịt rất đau nữa. Ui nhìn đam kìa. 1000, 1200. 1200, 1300. Trời ơi. Quá thốn anh em. Ok. Lên cấp 8 anh em. Nhưng mà cái kỳ lạ ở đầu game đến giờ là mình chưa thấy một cái con Zoe nào hết. Em mày có thấy kỳ lạ giống mình không? Quá kỳ lạ. Khó hiểu thật. Cay thế nhở. Nếu mà có Zoe thì mình nghĩ là chúng ta giải quyết được vấn đề đó. 4 phù thủy, 6 vệ binh, 2 thiên phong. Binh. Binh luôn ạ. Blitz à. Ông này cũng chơi Casio. Ông này chắc là tính chơi nguyên bộ cỗ máy chiến đấu đấy mà. Cỗ máy chiến đấu. Này thì cỗ máy chiến đấu. Sau round này mình nghĩ là chúng ta có thể lên được cấp 8 rồi. Mong là Victor nó sẽ tự ra đi. Poppy. Vẫn phải đợi thêm một round nữa. Round sau thì nó tự lên luôn. Mình sẽ roll theo kiểu roll từ từ nha anh em. Khi nào mà hết ngân sách à, khi nào mà bị vã quá thì mình sẽ sử dụng hết tiền luôn. Kiểu khi nào mà còn thấp máu ấy. Đấy. Nếu như bây giờ mình còn 12 máu giống kiểu như ông top 6 kia thì xài hết tiền luôn chứ còn gì nữa. Nếu không tiền để trận sau xài thì anh em chửi tôi chết. Ông một ông lại lên Casio 2 nữa. Ui không có đồ đạc gì này. Chắc là mình sẽ lắp một cái phong kiếm và một cái áo choàng tĩnh lặng nha anh em. Đây. Phong kiếm cho Truth of Fate thì chúng ta có thể dễ dàng thay đổi. Ire.
Syndra. Đây áo choàng thì chắc cho Ngộ Không này. Này cho Super Play luôn. Giờ mình sẽ check map liên tục để có thể sử dụng cái phong kiếm này. Ừ mày quá. Chưa kịp check nhưng mà đã tung được Edry của tay bạn. Ủa nhìn đam kìa. Cái đam xanh xanh đấy là đam của con Caso nhé anh em. Đam đau vãi nồi. Đi luôn rồi. Nhè luôn. Ủa Sona chỉnh được. Đã bị thua trước Skull Pisset. Ok, Soraka Casso này. Đấy. Chút nữa anh em để ý cái cây mana của con Cassiopeia nhá. Nó hồi bao nhanh luôn. Nhanh cực nhanh luôn đấy. Khi mà nó được xài skill ấy thì nó sẽ xài liên tục luôn. Bởi vì nó sẽ kích hoạt được cái hiệu ứng của bổ xanh ấy. Với cả nó có 25 mana nữa thôi. Đây, anh em chuẩn bị quá trình. Đấy, mới vào xài luôn này. Đấy. Xài luôn. Ui, nó xịt cả. Đấy. Thanh mana gần như là nó màu trắng luôn. Nghĩa là nó xài quy liên tục luôn ấy. Không ngừng nghỉ. Quy. Mà cái sát thương của Caso này khi mà nó lên 3 sao là 3.000 đam nhá anh em. Thế thì nổ đam thì vỡ mồm tay bạn. Zana. Có Zana này anh em. Khi mà cho Zana vào đội hình thì sát thương của những con vệ binh tinh tú sẽ là sát thương chuẩn. Mà mình nghĩ là bây giờ chưa cho vào được. Đây. Như thế thì bị dư quá phải không? Tạm thời thì cứ chơi hai thời không đi. Ui. Căng nhỏ. Con Netreal bắn một phát. Ui, Ugot bị kéo luôn à. Caso bị kéo. Ugot này mẹ lợi hại quá rồi đấy. Nhưng cũng vẫn phải thua mà thôi. Để xem nào. Không có vậy bên tù nhân tạo. Hơi tiếc. Nhưng mà nếu mà được lựa chọn thì mình sẽ lấy một cái vút bậy. Mật luôn. Không có thì lấy đây cũng được. Mấy ông lấy vút bậy là khắc chế mình đấy. Caso của mình xịt một phát là bị choáng luôn. Cáo. Cáo thực sự. Thôi không sao, lấy được cái dây chuyền này cũng ngon anh em. Hồi lại máu cho toàn bộ team của chúng ta. Soraka. Victor 2. Căng né. Bảo sao ba ông chơi Victor, mình không có một con Victor nào hết. Ông này Ugot 2. Chịu rồi. Này cho Poppy đại đi. Giữ nguyên xem sao. Tung được Nocturne này. Nocturne thì cũng không cần nữa lắm. Đấy. Cay thật chứ. Bị choáng mất rồi. Kéo mất Syndra luôn. Mà liệu Cassiopeia của chúng ta có thể gánh team hay không. Rồi xong. Kéo hết rồi ạ. Ui. Ugot này hơi bị khỏe quá rồi đấy. Ui, hai con Soraka luôn này. 1.800. Bán đi. Chuyết tập vơi 2 luôn, đầu tư luôn. Chứ nữa dù gì mình cũng bán nó đi thôi anh em. Nhưng mà khi mà chúng ta bán được những cái vị tướng một vàng đi, khi mà lên 2 sao thì sẽ không bị lỗ.
còn 2 sao mà lên những bị tướng 2 tiền đấy và lên 2 sao thì chúng ta bán sẽ bị mất 1 vàng nha anh em, lỗ 1 vàng thôi. May quá, ất tung được cái con Zilic rồi này. Ông này chơi đấu sĩ pháo thủ nhưng mà cũng đam mê Victor kìa. Để cho ăn hành thôi mới được. Ăn hành đi. Blink 16 máu. Đau đấy. Tim bang. Bây giờ mình đang roll tìm Kasoba với cả Syndra 3. Hai con này thì mới carry được team. Mà Soraka ra cực nhiều luôn anh em. Mắc nhiều luôn đấy. Còn hai con nữa thôi là mình lên Soraka 3 luôn rồi này. Soraka 3 thì khỏi phải nói. Ui, ông này được cái trang bị khắc chế mình đấy chứ. Cay ở đây. Mình thì có một cái team bang thì cũng được. Xài tạm thôi anh em. Cho ngộ không. Rồi ok. Zoe này. Vãi nổi thật chứ. Ui, bán con nào đi đây. Trời ơi. Bán cái này nhá. Ui, Soraka. Bán luôn. Janna. Vãi nồi. Nó lại bị cấn liên tục thế này thì hơi bị mệt rồi đây. Chán thật. Kiểu như này là anh em rất khó để có thể lựa chọn được, đúng không? Như mình thì mình cũng khó. Ui, thua đậm thế này. Cái rồi đấy. Khóa lại đi. Để xem nào. Bán con Nico đi. Tại vì mình cũng chỉ chơi 6 đội binh mà thôi. Casso. Một con Casso nữa thôi. Ui, Soraka. Phải lìn ạ. Giờ mình sẽ tập trung hết để có thể tìm con Kasofia thôi. Vãi lìn Soraka 3 sao này. Xem một cú rờ của nó bao nhiêu đam. À bao nhiêu hồi máu. 24.000 đúng không? Xem nào. Boom. Trời ơi. Đời bình. Đây là tự ra đấy nhá. Mình cũng không pick đâu. Không roll nhiều tiền lắm đâu. Chủ yếu là nó tự ra đấy. Đâu rồi? Cassiopeia. Victor. Hồi nãy mình cũng có qua một con Victor. Nhưng mà bây giờ mình muốn lên cho anh em xem là cái con Cassiopeia 3 sao xem nó sẽ như thế nào đã. Trận này nhiều ông chơi quá. Ui không ra. Nó cứ ra Victor thôi. Thế thì chịu đấy. Rồi xong chắc là tiện luôn ông này đi quá. Hất tung được Edril. Hất tung được Edril thì nó sẽ đỡ bắn cái cú skill của nó. Tăng cái mana lên nhá anh em. Mà không sao, win rồi. Casso trưởng phải thế kia cơ mà. Đi. Không ra luôn. Toàn Victor thế này. Chắc mấy ông chơi Victor đi hết rồi. Ủa. Vệ binh thi thú nhân tạo. Lấy về cho Victor nhé em. Sẽ lấy bột xanh cũng được. Mà thôi. Lấy về cho Victor cái bột vệ binh này. Ủa, Kasofia luôn. Lại lấy bột xanh ngon hơn. Bột xanh cho Syndra nó bắn bi nữa. 7 vệ binh
Nếu như mà bây giờ mình muốn chơi cái đội hình 9 vệ binh thì sẽ phải cần lên cấp độ 9. Mà cái lượng máu không cho phép nữa rồi. Hơi hơi tham quá này. Né đi cái máy chiếu là ok. Rồi. Đấy, ông này có máy chiếu, hơi mệt. Anh em bị chiêm ngưỡng Casophia của tôi đây. Chửi đi em. Ủa nhìn nó khạc đờm kìa. Anh liền khạc đờm mắc thốn luôn. Rồi sao sao ông này đi luôn quá. Ok, một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Nếu thấy hay thì anh em hãy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa nha. Tạm biệt anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ.